Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách cắm một bình hoa đơn giản tại nhà để bàn thờ, để bàn ngày Tết, ngày rằm, bàn thờ Thiên Chúa, bàn thờ Phật đều được. Thì nguyên liệu ở đây mình dùng đó là hoa cúng thánh, hoa cúc lính màu xanh, lá câu, lá thủy trúc, lá lan còn gọi là lá thiết mộc lan, sốt cắm hoa, bình cắm hoa. Và bây giờ mình các bạn cắm hoa cùng mình. Trước tiên mình sẽ dùng cành thủy trúc và các bạn chia ra thành 3 phần và cắt kéo dài để cho phần so le nha. Và sau khi cắt rồi chúng ta sẽ đo nè, độ dài là cao 1.5 gang và cắm ngay ở giữa phía sau của cục xốp. Và dùng thêm một cành thủy trúc thứ hai nữa cũng cắt như cành thủy trúc thứ nhất và đo cắt thấp hơn và cắm thấp hơn cành thủy trúc thứ nhất là một đốt ngón tay và cắm song song với lại cành thủy trúc thứ nhất. Còn cái phần gốc của cành thủy trúc còn chúng ta sẽ cắt xéo và cắm bên phải, cắm lài xuống kiểu rẽ quạt á. Và mình sẽ dùng một cái lá câu để mình cắt nhọn hình tam giác nè, cắt hai bên. Và sau đó mình sẽ cắm bên tay trái mà các bạn cắm nghiêng lại cho cái đầu lá câu á nó cúp vô cái cành thủy trúc. Rồi tiếp nữa thì mình sẽ dùng 3 cái lá phát tài, mình cắt cái độ dài bằng nhau nè, là hơn 1 gang một chút. Mình dùng cái phần ngọn lá mình cắt xéo gốc đi, mình cắm vào cuộn lại và cắm bên tay trái kế cái lá câu đầu tiên, cái lá câu vừa rồi á các bạn. Cắt thêm một lá nữa coi cũng y chang vậy luôn, cắm phía dưới cái lá phát tài. Và ở đây thì mình sẽ cắm 2 tầng nha, tất cả là 6 lá, thì các bạn cắm tầng dưới, tầng trên, tầng dưới, tầng trên thành 6 lá nha các bạn. Các bạn nhớ là cắt cái phần gốc để mà găm vào lá phát tài á, thì cắt 2 đốt ngón tay nha và nhọn rồi chúng ta sẽ cắm vào. Sau khi đã cắt cái phần lá bên hông rồi thì mình sẽ dùng một cái lá phát tài nữa, mình cắt cái mình lấy cái ngọn lá đó mình cắt tầm 1 gang để mình cắm về phía đằng trước của miệng bình và cắm chìa xuống nha. Các bạn muốn cắm mà cái lá hơi chuối xuống thì các bạn phải cắm xiên cái góc lên. Và tiếp nữa thì mình cũng sẽ dùng thêm một cái lá phát tài nữa, mình cắt và cắm kế bên cái lá vừa rồi. Sau đó thì mình sẽ dùng cái phần gốc cắt hình tam giác ngược và mình chêm vào từ phía bên tay phải chỗ cái cành thủy trúc á, mình sẽ đem vòng tròn từ bên tay phải và mình cắm hơi như vậy luôn, hết cái bình vào vòng tròn qua bên tay trái để giáp với lại cái lá cuộn á. Sau đó thì sau mình sẽ cắt cắm là 2 tầng như vậy nha. Ở đây thì các bạn cắt cái chiều dài của các cái lá phần gốc đó thì nó bằng nhau nè, là hơn 1 ngón tay nè, và cứ cắt hình tam giác ngược. Chúng ta sẽ cứ như vậy và chúng ta cứ đệm xung quanh mình cái chân bình á cho có tạo cái độ dài cho lá. Và sau khi đệm rồi mình sẽ dùng thêm một cái cành thủy trúc nữa, mình cắm xè xuống kế 3 cành thủy trúc mà mình cắm nhọn, các bạn cắm xuống một xíu. Cái phần cắm lá đã xong rồi á thì mình sẽ dùng lính hoa. Ở đây mình dùng cái hoa cúc nhỏ trước nha các bạn tuốt bỏ lá đi và chúng ta sẽ đo để cắt. Đôi khi những cái lá xấu thì các bạn bỏ nha. Rồi còn dùng cái tay nè xòe cái hoa ra cho nó nở to nè. Rồi đo là hơn 1 gang và cắm thấp hơn cái cành câu, cái cành lá thủy trúc thứ hai là 1 gang, 1 ngón tay, 1 đốt ngón tay và cắm về phía bên tay trái. Cái hoa thứ hai thì mình sẽ cắm thấp hơn cái hoa thứ nhất là 1 đốt ngón tay và cắm về phía bên tay phải. Tiếp tục cái hoa thứ ba thì cũng như vậy, các bạn cắm bên tay trái và cắm ngang ngang với cành hoa cúc thứ hai. Còn cái những cái bông mà trong cành hoa cúc còn á thì mình sẽ cắt mình tỉa bớt đi, mình sẽ cắm ra đằng trước, nhớ là cắm chuối xuống cho cái hoa nó ra cái mặt đằng trước nha. Rồi sau đó thì mình sẽ ngắt bớt những cái lá xấu và ngắt nhiều hơn một xíu để cho cái hoa ra nhìn như là cái búp á. Sau đó thì sẽ dùng thêm một cái hoa cúc nữa chúng ta cắm đằng trước. Rồi là tuần này của chúng ta có 4 hoa thôi nha các bạn. Rồi tiếp theo mình sẽ dùng cái lá hoa vàng anh để mình đệm xung quanh cái bình hoa để nhìn cái bình hoa chúng ta nó không có bị trống nè. Vậy là chúng ta đã hoàn thiện một bình hoa rồi, rất là đơn giản. Các bạn cũng có thể tự tay mình cắm ở nhà nè. Và bây giờ mình sẽ nói sơ về cái bình hoa và cái cách để giữ hoa được tươi lâu trong vòng 1 tuần đến 10 ngày. Giữ hoa được tươi lâu thì trước tiên là chúng ta phải dùng nước rửa chén nè. Cái thứ hai nữa là các bạn có thể ra ngoài tiệm
hoa mua với loại trên thị trường bây giờ đó, có bán cái loại là nước để giữ hoa được tươi lâu. Các bạn có thể mua cái loại đó về để các bạn dùng. Và trong cái mùa nắng á, thì các bạn sẽ xịt nước cho hoa một ngày một lần, và vào mùa mát như mùa mưa hoặc mát trời thì 2-3 ngày các bạn có xịt một lần, thì chúng ta sẽ giữ hoa được tươi lâu từ 1 tuần đến 10 ngày. Đó là cái cách mà chúng ta giữ được hoa tươi lâu. Sẽ nói sơ về cái bình hoa chúng ta vừa cắm xong nhé. Mình sẽ cắt hai cành thủy trúc mình cắm. Thì cành thủy trúc đầu tiên cái chiều dài là 1.5 cm, và cái cành thủy trúc thứ hai thì các bạn đo cái chớp của cái cành nạc, và nó nằm ngay cái cuốn của cái lá thủy trúc thứ nhất, và cái độ cao nó chênh lệch nhau á. Rồi còn dư cái phần gốc của cái cành thủy trúc thì chúng ta sẽ cắt, cắm xéo xuống, cắm từng và xéo xuống và cắt nhọn cái đầu ha. Rồi tiếp theo nữa thì mình sẽ dùng một cái lá câu, mình cắt hình tam giác nhọn lên và mình cắm nghiêng về phía phải và cho nó úp vào cái lá câu, cái lá thủy trúc. Rồi tiếp theo thì cái phần lá lan mình cuộn bên này á, thì các bạn có thể dùng cái lá mắc tài nè, các bạn cắt và cái chiều dài bằng nhau các bạn cuộn lại và găm vào bên tay phải, thì găm 2 tầng ha. Đây, các bạn sẽ găm 2 tầng, một tầng thứ nhất và tầng thứ hai, tất cả là 6 lá. Và còn dư cái phần gốc á, phần gốc là phần này nè, các bạn cắt ra rồi thì cái phần gốc này còn nè, các bạn sẽ cắt xéo hình tam giác ngược và cắm từ bên trái và cắm dòng qua tới bên phải. Sau đó thì các bạn sẽ dùng cái ngọn lá lan các bạn cắt và tỉa gọn hai cái bên rìa của cái lá nè, thì bỏ cái phần xấu đi, thì chúng ta sẽ cắm lần trước là hai lá, đó là đã xong cái phần cắm lá. Mình sẽ dùng hoa cúc để mình cắm. Thì cái hoa cúc đầu tiên các bạn chọn cái hoa nhỏ thôi, nếu không có hoa nhỏ thì các bạn có thể ngắt cái lá đi, cắm cái cánh hoa đó để cho cái hoa nó nhỏ lại, và sau đó lấy cái tay mình chè ra vào cái hoa nè, cho cái hoa hơi nở nhẹ một xíu, và chúng ta cắt và cắm bên tay phải làm sao đo nè, cái đầu hoa sẽ thấp hơn cái cành thủy trúc thứ hai là một đốt ngón tay, và cứ tiếp theo cái cành thủy bông cúc, cái hoa cúc thứ hai thì nó nằm bên tay phải luôn, nằm xuyên qua bên tay phải thì nó cũng sẽ thấp hơn cái cành hoa cúc thứ nhất là một đốt ngón tay, và bên trái thì sẽ cắm ngang ngang với lại bên phải và nó xòe ra hai bên. Cái hoa thứ tư chưa vội cắm nha các bạn. Các bạn sẽ dùng những cái cành hoa cúc nhỏ nè, nó nằm ở trong cái cành hoa của chúng ta đó, nó còn thì chúng ta cắt và cắm xuyên cho nó chìa xuống phía dưới, thì các bạn cắm cái gốc cho nó chìa lên thì nó sẽ chúi xuống, đầu ngọn sẽ chúi xuống, và cắm hai cành và xa le với nhau ha, cho cái hoa mình rủ xuống dưới. Rồi sau đó thì mình sẽ dùng một cái hoa cúc lưới bự hơn, mình cắm ngay ở giữa là cái hoa thứ tư. Sau khi cắm hoa thứ tư rồi, mình sẽ dùng cái hoa vàng anh, mình cắt và mình đệm xung quanh cho bình hoa chúng ta nó khỏi trống. Và các bạn lưu ý nè, khi mà mình cắm hoa, có những cánh hoa mà nó bị dập hoặc là xấu, mình có thể ngắt đi. Còn những cánh hoa mà nó không vừa ý, ví dụ như là nó nhỏ quá, thì chúng ta sẽ dùng tay chúng ta xòe ra để cho nó hoa nó được to. Đó là cái cách cắm một cái bình hoa đơn giản các bạn cũng có thể làm được, và sau khi cắm hoa xong rồi các bạn nhớ xịt nước để giữ cho hoa được tươi lâu hơn. Vậy là clip của chúng ta đến đây đã hết rồi, chúc các bạn thành công, chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.